Mở đầu bộ phim là trung tâm tự quản thẳng đứng có 333 tầng. Mỗi ngày đều có một bệ xi măng chứa đầy thức ăn sẽ chậm rãi hạ xuống. Nhóm người mới sau khi rút kinh nghiệm từ những người trước đã thành lập một tổ chức gọi là phái đoàn kết. Họ bắt đầu kiểm soát nghiêm ngặt khẩu phần ăn từ tầng 1 để đảm bảo rằng đến tầng cuối cùng mọi người đều có đủ thức ăn. Tuy nhiên nhóm người ở tầng 21 không tuân thủ quy tắc và đã ăn pizza thuộc về tầng 24 chỉ để lại vài mẩu vụn. Điều này có nghĩa là người đàn ông mập ở tầng 24 nếu muốn no bụng sẽ phải chiếm đoạt thức ăn của những người ở tầng dưới. Nhưng nếu trật tự bị phá vỡ, người khác sẽ nghĩ rằng mình có thể tùy ý ăn uống tạo nên hiệu ứng domino dẫn đến việc người ở tầng dưới không còn thức ăn. Hố sâu đói khát lại trở thành một mớ hỗn loạn. Người đàn ông mập lần này bất chấp sự ngăn cản của tầng trên. Nhưng khi miếng ăn vừa đưa lên miệng, may mắn là người phụ nữ cùng tầng đã chia phần thức ăn cho anh ta giúp ngăn chặn việc phá hủy trật tự. Tầng trên tiếp tục giải thích quy tắc của trung tâm tự quản thẳng đứng. Mỗi ngày họ chỉ được ăn một bữa mà thôi và thời gian ăn cũng có hạn. Dù chưa ăn no bệ thức ăn vẫn sẽ hạ xuống đúng giờ. Lần này anh ta được phân đến tầng 24, nhưng tháng sau tỉnh dậy có lẽ anh ta sẽ không may mắn như vậy, có thể rơi xuống tầng đáy của hố sâu đói khát. Đúng lúc đó còi báo động vang lên, bệ thức ăn hạ xuống tầng tiếp theo. Hai người ở tầng 24 có cơ hội giới thiệu bản thân. Người đàn ông mập tên là Jamiatin nói rằng anh ta bị đày vì đốt cháy cả cánh đồng lúa. Người phụ nữ tên là Perempuan, mục đích cô đến nhà tù này là để quên đi những việc đã làm trong quá khứ. Ánh đèn đột nhiên tắt, còi báo động vang lên liên tục. Không ai biết vì sao từ tầng 44 trở đi toàn bộ chuỗi liên lạc của phái đoàn kết bị cắt đứt. Không ai chắc liệu thức ăn có còn được phân phối công bằng hay không. Phái đoàn kết dự định ngày mai sẽ cử vài thành viên xuống tầng dưới. Vừa nói xong thì bệ thức ăn lao vút lên trên một cách nhanh chóng. Ngày hôm sau mọi người đều đói cồn cào mong chờ thức ăn. Đột nhiên tiếng hét thảm vang lên từ tầng 21. Những người ở tầng này bất mãn vì mỗi ngày chỉ được phân quá ít thức ăn, nên tầng 22 đã chuẩn bị vũ khí để đối phó với lũ tham ăn tầng 21. Khi bệ thức ăn vừa đến tầng 23, nữ chính nhanh chóng tháo giường sắt để chuẩn bị vũ khí. Người đàn ông mập hôm qua còn hô hào muốn dạy dỗ tầng 21, giờ lại rụt rè và lẩm bẩm không muốn bị thương. Trong nhà tù này kẻ mạnh nuốt chừng kẻ yếu, hoặc là phản kháng hoặc là chết. Người đàn ông thuộc phái đoàn kết và kẻ phản kháng ở tầng 21 cùng rơi xuống. Khi bệ thức ăn hạ xuống, người phụ nữ không kịp dọn sạch mẩu thức ăn thừa rơi vãi và hình phạt của nhà tù đã đến đúng lúc. Nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao khiến cô bị thiêu cháy thành quả cầu lửa rơi xuống tầng dưới. Cuộc đấu tranh giữa kẻ phản kháng và phái đoàn kết vẫn tiếp tục. Perempuan phản ứng nhanh chóng dập tắt ngọn lửa của người phụ nữ bị thiêu. Hai người đánh nhau làm thức ăn văng tung tóe ra sàn. Người đàn ông mập ngây người không biết phải làm gì. Đúng lúc đó tiếng báo hiệu bệ thức ăn hạ xuống lại vang lên. Theo quy định không ai được giữ lại thức ăn và nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh. Họ cắn răng chịu đựng cái lạnh thấu xương, may mắn là họ đã kịp quét sạch thức ăn xuống tầng dưới mới thoát khỏi kiếp nạn. Đến lúc này ông béo vẫn chưa hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi phái đoàn kết trói tay kẻ phản kháng, ông béo lại giả vờ ra vẻ mình là dân giang hồ không dễ chọc, thậm chí muốn thị uy đối phương. Kẻ phản kháng ở tầng 21 hôm nay đã gây ra tổn thất lớn, chỉ vì hắn mà hôm nay không ai được ăn một miếng cơm. Anh chàng này muốn đưa hắn ta xuống tầng dưới cho đến khi tìm được thầy ông nội, chính là người có quyền đặc biệt trong nhà tù phân tầng này. Đại sư trong hố sâu đói khát sở hữu quyền lực duy nhất để thực thi luật pháp. Nghe nói trong tình huống thiếu thức ăn đại sư sống ở tầng đáy suốt một tháng. Lý thuyết phân phối thức ăn cũng do ông đề xuất. Có người gọi ông là đấng hoặc quý ông, nhưng méo ai biết ông còn sống hay đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, thậm chí cũng không rõ có thực sự có người như vậy hay không. Người phụ nữ ở tầng 23 đã không còn thở. Robert nén đau thương chôn cất người tình, nhưng cái xác đến tầng đáy thì bị vô số bàn tay đen nhám tranh nhau nhặt lấy. Nơi này rốt cuộc là nơi cư trú của loại yêu ma quỷ quái nào? Một ngày mới bệ đá lại mang đến thức ăn tươi mới. Số người ở tầng trên còn lại rất ít. Người đàn ông béo đã ăn được món pizza mà anh ta thèm thuồng. Quy tắc cấm mỗi người ăn quá một phần thức ăn, phần của người chết bị đem đổ bỏ chứ không chia đều cho người khác. Sau khi Robert dẫn kẻ phản kháng xuống dưới, Perempuan và ông béo ở tầng 24 phải chịu trách nhiệm dọn dẹp thức ăn thừa của người chết, loại bỏ nguồn gốc không hài hòa. Mỗi ngày tiếp theo ngoài việc ăn no, nữ chính cố gắng làm theo yêu cầu của Robert. Ông béo nhân lúc cô không chú ý liền ăn lén phần thức ăn của người đã mất. Tầng trên còn có một người đàn ông tóc bạc luôn theo dõi hành động của họ. Nữ chính thỉnh thoảng vẽ thứ gì đó lên tường. Không biết bao lâu sau, cô tạo ra một bức tranh kỳ quái trông như ác linh đang xé rách da thịt của mỗi người. Những ngày kế tiếp họ không còn đổ thức ăn thừa đi nữa, mà lấy đồ ăn của những người đã chết kia để tưởng niệm. Mặc kệ người ở tầng dưới có chửi bới thế nào, liêm sỉ tầm này chẳng còn nghĩa lý gì. Hôm nay là ngày cuối cùng của họ ở tầng 24. Ông béo thổ lộ tâm sự với Perempuan, thật ra ông không ngu ngốc như vẻ bề ngoài. Cả đời ông đã cống hiến cho toán học, nhưng ông từ bỏ vì nguyên nhân là do căn bậc 2 của số âm 1 trong toán học gọi là số ảo. Một ngày nọ ông béo nhận ra căn bậc 2 này không tương ứng với bất kỳ hiện thực vật lý nào, cũng có nghĩa là nó chỉ là hư vô hư cấu. Từ đó ông không còn tin vào dữ liệu nữa và những thứ khác cũng trở nên không đáng tin. Đó là lý do ông bỏ vợ con và dùng một mồi lừa để hủy diệt tất cả.
giờ thì tao đã tin học nhiều dễ ngáo thế đó. Tháng này thức ăn được phân phối công bằng đến tầng 175. Mọi người trong phái đoàn kết đều hân hoan chúc mừng. Perempuan và ông béo cũng nhảy múa hạnh phúc, nhưng rất nhanh họ không còn cười nổi nữa vì họ bị phân đến tầng 180. Càng xuống dưới người ta càng không chịu hợp tác có gì ăn nấy. Có một người đàn ông, ở tầng 165 gần 25 ngày không ăn gì tinh thần đã có vấn đề. Nhà tù này dường như có thêm nhiều phạm nhân mới, trông như thể tháng trước đã có khá nhiều người chết. Khi đến tầng 180 chỉ còn lại chén đĩa trống rỗng. Mỗi ngày đều như vậy, ông béo lười biếng nhìn một cái chứ chẳng biết làm gì. Cơn đói khát lâu dài khiến tinh thần ông trở nên mơ hồ. Đúng vào thời khắc quan trọng, một cái đầu người rơi xuống trước mặt họ. Nghe nói đây là tín hiệu cho biết người thức tỉnh sẽ giải phóng hố sâu đói khát khỏi tay kẻ man dợ. Tuy nhiên tấm ván chở thức ăn còn rất xa phía trên, ít nhất phải một tuần nữa mới đến được chỗ họ. Người ở tầng trên nói với nữ chính rằng họ đang tìm kiếm người đàn ông mập tháng trước ở tầng 24, vì anh ta đã ăn nhiều thức ăn lẽ ra phải được phân chia đều cho các tầng dưới. Khi được hỏi về nguồn gốc hai người ở tầng nào, nữ chính liền nói dối không chớp mắt bảo rằng cô đến từ tầng 46. Trong những giây phút cuối đời, người đàn ông cũng thú thật với nữ chính. Trước khi vào nhà tù này, ông béo đã bỏ học năm 16 tuổi, làm ăn thất bại liên tục, vợ con đuổi ông ra khỏi nhà, và bố mẹ cũng chán ghét ông, nên gửi ông vào nhà tù này để ông học được cách sống có kỷ luật. Nhưng ông không giữ lời hứa với phái đoàn kết lại phá vỡ kỷ luật. Ông không thể chờ đợi ngày bị trừng phạt đến, cũng không muốn liên lụy nữ chính. Lúc này, ông đốt tấm chăn trên người và chọn cách tự kết thúc đời mình. Ngọn lửa cháy ngút trời mang theo nỗi hối hận và tiếc nuối của ông béo rơi vào hố sâu nhất. Một tháng sau, Perempuan tỉnh dậy và phát hiện mình đang ở tầng 51. Bạn tù mới của cô là một người phụ nữ xa lạ. Bầu không khí tầng trên vẫn còn bình thường, chưa xuất hiện kẻ phản kháng nào. Xuống đến tầng 71, đa số là thành viên của phái đoàn kết hoặc những người mới đến. Hiện tại có vẻ nữ chính rất may mắn vì thức ăn được phân phối công bằng, mỗi người đều có thể ăn món mình yêu thích. Nữ chính chưa từng thay đổi luôn chọn bánh khoai tây. Tại tầng 54 xuất hiện một kẻ phản kháng giả dạng thành viên phái đoàn kết. Tháng trước hắn ở tầng 2 không tuân thủ quy tắc, mỗi ngày ăn uống như lợn. Chẳng trách mỗi khi bệ thức ăn hạ xuống tầng 180, nữ chính và ông béo chẳng có gì ăn. Xét thấy bạn tù mới là người mới đến, Perempuan giải thích quy tắc của phái đoàn kết. Bạn tù mới cũng tỏ ý sẵn lòng hợp tác. Nữ chính cầm theo chiếc bật lửa lấy từ ông béo, suốt đêm không ngủ luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Đột nhiên một tiếng hét thảm kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Robert đang ở tầng trên xử lý kẻ phản kháng. Anh ta ra tay rất tàn nhẫn, không bao giờ nương tay với những kẻ này. Cùng lúc đó, bệ thức ăn chậm rãi hạ xuống. Bạn tù mới của nữ chính ăn rất nhanh rồi kéo thanh sắt trên giường xuống, muốn nữ chính cùng cô đi xử lý kẻ phản kháng ở tầng dưới. Tuy nhiên hành động này sẽ dẫn đến chuỗi liên lạc bị cắt đứt. Tầng 52 có hai thành viên của phái đoàn kết, khi thấy họ khăng khăng đi xuống bèn để một người đàn ông có râu ria ở lại truyền tin. Sự thật là người này sợ chết nên ở lại để hưởng lợi. Dù nhóm người kia thắng hay thua, hắn ta vẫn được ăn no uống say mỗi ngày. Người đàn ông da đen đi theo nữ chính xuống dưới. Họ tập hợp không ít tín đồ của phái đoàn kết đến tầng 54 và không chút do dự tấn công những kẻ phản kháng. Tuy nhiên đối phương cũng không phải hạng vừa mà thuộc loại nhiều mạng. Chuyến hành động này gây tổn thất nặng nề. Khi họ theo bệ hạ xuống tầng 55, chỉ còn lại nữ chính và hai người phụ nữ khác đang liều mạng chiến đấu với kẻ phản kháng. Người đàn ông da đen nhiệt tình giúp đỡ, nhưng không phải là đối thủ của kẻ phản kháng và không may hy sinh trong trận chiến này. Perempuan định dùng vũ khí để kết liễu hắn ta, nhưng vào thời khắc quan trọng lại do dự. Bởi kẻ phản kháng này đã bị kẹt trong nhà tù hơn 1 năm rưỡi, anh ta cũng chỉ là một người khốn khổ muốn được ăn no mà thôi. Bạn tù mới của Perempuan ôm ý định giết chết kẻ phản kháng, nhưng Perempuan dùng hết sức ngăn cản và hỏi ra nghi vấn trong lòng. Thật ra bạn tù mới không phải là người mới đến nhà tù này đúng không? Lúc tên ngốc ở tầng 55 ngủ say, bạn tù mới thú nhận với nữ chính rằng cô đã ở hố sâu đói khát gần nửa năm cùng với bạn tù trước là Kekasih. Họ luôn nghiêm chỉnh tuân thủ quy tắc của phái đoàn kết, chỉ ăn thức ăn của mình và khi cần thì bình định đám phản kháng. Nhưng một ngày nọ họ gặp một chàng trai hấp hối và chia thức ăn của người chết cho anh ta. Vài ngày sau, người thức tỉnh Robert nghiêm khắc nhất đã dẫn người đến thực thi hình phạt cực kỳ tàn khốc. Bạn tù mới phá vỡ quy tắc và không tránh khỏi bị phạt, phải trợn mắt nhìn Robert trói Kekasih lên bệ thức ăn và đưa đến tay những kẻ hung ác ở tầng dưới. Chính lúc đó bạn tù mới nhận ra rằng chẳng có sự công bằng nào cả, đến đây dường như chỉ có con đường chết. Vì vậy cô bắt đầu tìm kiếm cơ hội trốn thoát. Mỗi cuối tháng khi hố sâu đói khát thiết lập lại, họ sẽ dùng một loại khí gây mê có mùi để mê tất cả mọi người trong nhà tù phân tầng này. Nếu tìm cách chống lại cơn buồn ngủ, họ có thể thoát khỏi nhà tù vô nhân tính này. Để đạt được mục tiêu đó, nữ chính và bạn tù mới phải tiếp tục đi xuống. Một ngày mới, kẻ phản kháng bị trói lên bệ thức ăn, trên đó là Robert và tín đồ của anh ta. Hai người phụ nữ hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Dù có vũ khí, họ cũng nhanh chóng bị chế ngự. Đừng xem thường Robert chỉ vì ông ta bị mù, bởi ông chính là thủ lĩnh của băng phái đoàn kết, hay còn được gọi là thầy ông nội hoặc đấng mà đám người tôn thờ. Perempuan và bạn tù mới đã vi phạm quy tắc khiến chuỗi thông hành bị đứt, dẫn đến hình phạt nghiêm khắc không thể tránh khỏi.
Theo luật pháp của hố sâu đói khát quy định phải được thực thi nghiêm ngặt. Hai người ở tầng 52 không đứng ra ngăn cản nữ chính, do đó những tầng dưới sẽ bị xử phạt vì thiếu trách nhiệm. Hành động của nữ chính dù muốn bảo vệ luật pháp phân phối công bằng, nhưng lại vi phạm luật và điều đó bị xem như một loại phản bội. Trong khi hai người Perem Puan trò chuyện, họ tưởng rằng tên ngốc đang ngủ say, nhưng thực tế hắn rất tỉnh táo và đã nghe lén kế hoạch bỏ trốn của họ. Tên ngốc nói lắp không rõ ràng, nhưng đủ để Robert rút ra thông tin rằng hai người muốn lén trốn thoát khỏi nhà tù. Hình phạt dành cho họ sắp đến. Perem Puan bị trói một cánh tay và chờ đợi cho chiếc bệ đá cán qua, cơn đau khiến cô không chịu nổi và ngất đi. Còn cô bạn cùng phòng vi phạm lần hai bị trói lên bệ thức ăn và chậm rãi hạ xuống trong hố sâu đói khát. Ở đây có một nhóm trẻ em nắm tay nhau, hoàn toàn không nhận thức được mình đang ở trong tình cảnh nào. Một người đàn ông leo lên tầng cao nhất lớn tiếng hô vang chiến thắng. Hai quản lý viên bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị, thì thầm vài câu với một cậu bé. Sau đó cậu bé được họ nắm tay rời đi. Một tháng mới, nữ chính tỉnh dậy từ nỗi sợ vô biên. Lần này nhà tù phân cho cô một bạn tù mới là ông lão mà ai cũng biết được, gọi là Chigashi. Với con dao sắc bén của ông ta, cô không ngần ngại mượn con dao, ông ta cũng đồng ý. Hai người ở tầng 72, người trên kẻ dưới đều chờ đợi thức ăn đến. Tuy nhiên Perem Puan đã mất niềm tin vào chế độ của phái đoàn kết. Họ yêu cầu tuân thủ tuyệt đối, nếu không sẽ bị kỷ luật với những hình phạt tàn bạo, thậm chí còn đáng sợ hơn cả những kẻ phản kháng ăn uống vô độ. Nữ chính quyết định mời ông lão cùng cô xuống tầng dưới để lập một băng đảng mới. Trên đường đi họ thuyết phục được không ít bạn tù, những người đã sớm bất mãn với phái đoàn kết. Họ lên bệ thức ăn và bắt đầu ăn uống linh đình. Ai không tuân theo đều bị xử quyết. Vì đã đói khát lâu ngày, khi được ăn uống thỏa thích, đám người vô cùng khoái chí, chẳng màng đến những điều luật vớ vẩn kia nữa. Bọn họ tôn cô gái dẫn đầu làm thánh nữ. Kẻ phản kháng và phái đoàn kết trong hố sâu đói khát, hai phe không ai nhường ai. Băng đảng của nữ chính tạm dừng ở tầng 93, cô nhìn thấy một bức tranh trên tường và rơi vào trầm tư. Đêm xuống, các bạn tù quây quần hát hò vui chơi điên cuồng trong khổ nạn. Nhưng sau cuộc vui là sự mệt mỏi. Họ bị đánh thức bởi một mảnh đĩa vỡ rơi xuống từ tầng cao. Robert đang dẫn đám người từ từ tiếp cận băng phản kháng. Họ phấn khích chờ đợi trận chiến, nhưng Robert lại dừng ở tầng 92. Anh ta đã sớm truyền tin cho tín đồ tầng trên rằng, trong những ngày còn lại của tháng này, sẽ không có thức ăn gửi đến từ tầng 92 trở xuống. Khi kẻ phản kháng đói khát và mệt mỏi, đó là thời cơ tốt nhất để anh ta xử lý bọn họ. Về phần tín đồ phái đoàn kết dưới tầng 93, Robert hoàn toàn không để ý đến họ. Anh ta nói rằng để duy trì luật pháp, cái giá nào cũng đáng trả. Mọi người lập tức hoảng loạn, những ngày tới họ sẽ ăn gì đây? Chigashi đầu liền nhảy số đề nghị rằng, dưới tầng vẫn còn nhiều người của Robert nên xuống làm gỏi họ. Họ hiểu ngay ý ông lão và cười nham hiểm. Sau đó họ tôn Chigashi làm đấng cứu thế. Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến nữ chính nhớ đến lý do cô đến đây. Cô từng là một nghệ sĩ trưng bày một loạt tác phẩm điêu khắc liên quan đến động vật, nhưng cô quên đặt rào chắn bảo vệ trong buổi triển lãm. Bạn trai cô dẫn con trai đến tham quan, đứa trẻ nghịch ngợm chạy quanh tác phẩm điêu khắc chó hoang. Sukarna nó vấp ngã và bị móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua mắt cậu bé. Bức tranh mà Perem Puan thấy ở tầng 93 chính là do bạn trai cô vẽ cho tác phẩm nghệ thuật của cô. Robert không thể kìm nén nữa, dẫn tín đồ từ tầng trên hạ xuống tiêu diệt băng phản kháng. Một cuộc chiến tranh giành địa vị bắt đầu. Họ ngang tài ngang sức, không ai nhường ai. Mỗi người đều bị thương thê thảm. Nữ chính nhân lúc hỗn loạn trốn dưới gầm giường, đợi đến khi người cuối cùng của phái đoàn kết ngã xuống mới bò ra dọn dẹp. Sau khi tiêu diệt thủ lĩnh của phái đoàn kết, nữ chính chỉ còn nhiệm vụ cuối cùng là trốn thoát khỏi đây. Chigashi đã quen cuộc sống ở nhà tù này, nên chọn ở lại chờ lần chuyển tầng tiếp theo. Các quản lý viên trong hố sâu đói khát thả khí gây mê, đợi mọi người ngất đi để dọn dẹp người chết trong cuộc đấu tranh. Perem Puan bị trói vào đống xác. Khi tỉnh lại, cô nhận ra mình đang cùng không gian trôi xuống từ từ, thấy sắp đến tầng 333, nữ chính nhanh chóng dùng dây thừng và giường sắt che chắn, nhẹ nhàng để không ai chú ý. Tuy nhiên cô nhìn thấy một cậu bé bị đặt ở tầng 333 tầng thấp nhất, nghĩa là cậu bé sẽ không có thức ăn. Có lẽ vì áy náy với con của bạn trai, nữ chính không do dự mà cứu cậu bé. Dù kiệt sức và bị va đập khắp người trong lúc di chuyển, cô cũng không buông tay. Cô mơ thấy một cơn ác mộng, tỉnh lại thấy mình và cậu bé nằm trên bệ thức ăn, cả hai cùng hạ xuống tầng đáy. Xung quanh có những bóng đen từ từ tiến đến. Một người an ủi nữ chính và nói rằng hành trình của cô đã kết thúc, nhưng cậu bé sẽ có một cơ hội mới. Perem Puan nhìn thấy hai bạn tù trước đây bước đến, nhưng mí mắt cô nặng như nghìn cân, không kịp suy nghĩ thêm. Mọi thứ dường như đã kết thúc hay chưa? Cuối phim, nữ chính xuất hiện một cách vô thức, chứng tỏ rằng cô đã chết. Cậu bé chính là đại diện cho hy vọng. Nhà tù phân tầng này đại diện cho xã hội. Nếu người giàu hưởng dụng tài nguyên quá nhiều, thì sẽ không còn gì cho những người ở bên dưới. Sự phân hóa giàu nghèo được khắc họa sâu sắc hơn. Một bên duy trì trật tự và kỷ luật có phần thái quá để giữ vững địa vị, một bên ăn uống vô độ thỏa mãn dục vọng. Cả hai điều này đều sai lầm. Bởi vậy làm gì cũng phải dựa trên nguyên tắc hợp tình hợp lý, không thể chỉ nhìn vào một phía mà đánh giá. Nếu không sẽ dễ dẫn đến những sai lầm khó có thể sửa đổi. Bộ phim đến đây là hết. Nếu bạn muốn review phim nào thì để dưới bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.